Daikin 100 năm không khí hoàn hảo cho trận cầu đỉnh cao. Hân hạnh đồng hành cùng Highlight Ngoại hạng Anh trên Kakong Sports. Arsenal trong một hành trình cùng với Manchester City và Liverpool sẽ quyết giành chọn 3 điểm trên sân nhà ngày hôm nay. 5 sự thay đổi. Odegaard trồng biên khá nguy hiểm. Smith Rowe, Odegaard chân trái của Zinchenko, bóng đi rất mạnh. Đây chính là cú dứt điểm của Zinchenko. Tiếp tục là thâu xa, anh đã bất ngờ chuyển hướng. Cú dứt điểm của Smith Rowe. Những tình huống xử lý mang màu sắc cá nhân như thế này sẽ là điều mà Arsenal cần để tay chồng mới chỉ trở lại trong đội hình của Luton Town, nhưng chỉ là trên băng ghế dự bị mà thôi. Odegaard, Havertz, Odegaard rất thuận lợi và tỷ số là 1-0 cho Arsenal. Sự sắc bén của Martin Odegaard đã giúp cho Arsenal có được lợi thế trước Luton Town. Đó là khoảnh khắc mà sự kiên cường của hàng phòng ngự Luton Town dù cố gắng có thể phát huy, nhưng thực tế là họ vẫn bị đánh bại bởi đẳng cấp của Martin Odegaard. Havertz một lần nữa lại đóng góp dấu dày cụ thể vào một bàn thắng của Arsenal. Công lớn thuộc về Smith Rowe trong pha áp sát và đoạt bóng cho Arsenal. Đó là thời điểm mà cầu thủ Luton Town đã bị xáo trộn đội hình. Họ không còn tính tổ chức tốt như giai đoạn trước nữa, không còn sự chủ động cho khung phòng ngự nữa. Cú đá của Martin Odegaard thì quá mạnh và quá khó. Được dự đoán là có thể khiến cho họ gặp nhiều khó khăn, đó là Aston Villa. Không có gì nguy hiểm với David Raya và của Clark. Aaron Townsend đánh đầu. Gabriel Partey được chuyền dấu chân của Thomas Partey, không vào. Saliba đã khiến cho trung vệ người Nhật Bản bị đau. Còn đây là tình huống bóng đổi hướng nhưng Kaminski vẫn kiểm soát được trong tầm với tay của mình. Zinchenko, Ben White xử lý như một nghệ sĩ. Kai Havertz, Ben White xử lý rất mượt mà của Ben White. Cứ như thể anh là một tiền vệ tấn công hay là một số người cổ điển vậy. Còn đây là cú đá mạnh. Thô xa, cơ hội để dứt điểm bồi. Ngày nay thì Arsenal đang tạo ra những tình huống bất ngờ trong các tình huống phối hợp đá phạt góc. Không phải là những đường truyền thẳng vào, mà là những pha phối hợp với một cầu thủ đợi chờ sẵn ở xung. Smith Rowe trả ngược lại và tỷ số là 2-0 cho Arsenal. Những bài phối hợp rất nhuần nhuyễn, rất nhẹ nhàng và cũng rất hiệu quả của Arsenal. Smith Rowe đã đóng góp những dấu ấn trực tiếp vào cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Arsenal. Bàn đầu tiên là tình huống đoạt bóng và bàn thứ hai là pha kiến tạo cho Nelson. Trong khi ấy thì các cầu thủ Luton Town vẫn đang rất bất mãn về cách họ phối hợp phòng ngự. Quá nhiều khoảng trống, quá nhiều thời gian cho Smith Rowe.
anh hoàn toàn di chuyển mà không bị ai theo kèm cả. Quả bóng được đưa vào với Nelson. Và đến lúc này thì các cầu thủ Luton Town đã hoàn toàn bất lực. Một cự ly từng là sở trường của Ross Barkley trong giai đoạn đỉnh cao. Ross Barkley quá đơn giản. Odegaard, Smith Rowe thả bóng cho Tosa. Cú thả bóng không thuận lợi với cầu thủ người Bỉ. Là pha bóng mà hệ thống phòng ngự của Luton Town cũng đã có được sự chuẩn bị trước. Rất dễ dàng với David Raya, cầu thủ người Nigeria. Tài Hiên Trông, pha sọc khe tốt của Tài Hiên Trông, nhưng đường chuyền vào sau đó của một người đồng đội thì lại không ổn. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp trước đó của Luton Town. Tất cả đều kết thúc một cách. Nketiah, Tosa, Tomiyasu. Cú dứt điểm là có thể hiểu được từ vị trí của Tomiyasu. Khoảng trống đã mở ra trước mắt Tomiyasu. Lên bóng cho Luton. Tất cả những đường chuyền đều chưa thể chính xác. Đường chuyền dù Luton đã đưa bóng được sát với đường biên, đánh đầu, cú đánh đầu trượt của Carlton Morris. Gần như là chưa một tình huống bóng nào hướng vào khu vực 16-50 mà Carlton Morris có thể chạm đầu thành công cả. Và cùng với đó là 4 đường kiến tạo nữa. Nketiah cũng đã bất ngờ. Nhiều người nghĩ rằng Eddie Nketiah sẽ thực hiện một pha đặt lòng về phía góc cao, nhưng đó lại là một cú đá chìm hướng hẳn vào góc gần. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Cabore đánh đầu. Hashioka đánh đầu. Và đã sớm giải quyết Luton Town ngay trong hiệp 1 với cách biệt 2 bàn để đến hiệp 2. Arsenal chơi nhàn nhã và trận đấu đã khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía Arsenal. Thắng lợi này giúp cho Arsenal đang ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Daikin 100 năm hoàn hảo không khí, nâng tầm chuẩn sống. Hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên Ka Cổng Sports.